Xin chào các bạn, rất là vui khi gặp lại được các bạn trong gian bếp của nhà mình nha. Bếp nhà chúng ta sẽ cùng nhau nấu những món ăn cho gia đình của chúng ta, nhưng vẫn đảm bảo cho việc ăn kiêng, keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau là vào bếp để làm một món bánh của tuổi thơ của chúng ta. Đó là món bánh có tên gọi là bánh quay chèo, hay còn gọi là bánh quẩy thần nha cả nhà. Và đây là cái quẩy thần mà mình chưa có bỏ cái đường phía trên. Chúng ta có thể ăn kèm với cháo hay là những loại món có nước nha. Và đây là tất cả các nguyên liệu có cần để làm nên bánh quay chèo. Thì trước tiên chúng ta sẽ sử dụng là cái loại phô mai bào sợi, là loại phô mai này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ sử dụng là 110g phô mai bào sợi, 55g kem phô mai hay gọi là cream cheese nha. Thì chúng ta sử dụng một cái tô để đựng hai nguyên liệu này. Kế đến thì ở trong một cái tô khác thì chúng ta sẽ đựng là 1 cup bột hạnh nhân, 1 muỗng cà phê bột nở, 1/4 muỗng cà phê muối. Thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần mà bột khô này. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho phô mai bào sợi và kem phô mai vào trong lò vi sóng là 1 phút nha các bạn. Và chúng ta sẽ dùng cái nĩa chúng ta trộn đều cái hỗn hợp này. Thì trong lúc này cái hỗn hợp này nó là nóng ấm đó nha cả nhà. Và chúng ta sẽ cho vào đây là 1 quả trứng. Rồi chúng ta sẽ quậy tiếp tục nha. Cách làm này thì cũng rất là giống với cái cách làm bánh mì mà keto đó cả nhà. Kế đến thì chúng ta sẽ cho cái hỗn hợp bột khi nãy mà chúng ta trộn đó. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ trộn tiếp tục. Chúng ta trộn đến khi nào mà bột của chúng ta hòa quyện thành một khối thì thôi nha cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta sẽ nhào bột. Chúng ta sẽ sử dụng một cái giấy bọc thực phẩm, cái dây là chúng ta sẽ gói cái gói bột của chúng ta lại và chúng ta sẽ cho vào trong tủ lạnh là 30 phút nha. Chúng ta sẽ gói lại. Chúng ta sẽ cho hỗn hợp này vào trong tủ lạnh nha, là 30 phút nha cả nhà. Kế đến thì chúng ta sẽ chuẩn bị cái phần để quét trên mặt bánh nha. Chúng ta cần có là 30-50g bơ mà chúng ta cho microwave để cho tan chảy ra. Kế đến thì chúng ta sẽ cho là 1/4 cup đường, 1 muỗng cà phê bột quế. Đây là hỗn hợp mà chúng ta sẽ quét trên mặt bánh.
chúng ta sẽ bắt đầu dùng tay mà chúng ta để vò cái viên bột này cho nó thành cái hình tròn nha cả nhà. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lưỡi dao mà để chúng ta cắt ra làm 8 phần bột nha. Tức là 8 phần bột này sẽ cho ra là 8 cái bánh đó nha cả nhà. Rồi sau khi bột mà chúng ta đã cắt rồi thì chúng ta sẽ vo thành 8 viên nha. Và đây là 8 viên bột mình đã vo tròn nè. Và chúng ta sẽ bắt đầu trên một cái tray thì chúng ta sẽ cho giấy nướng bánh vào. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu cho một ít dầu ăn trên tay của chúng ta. Và chúng ta sẽ cắt cái viên bột nhỏ khi nãy thành 2 phần bằng nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu là chúng ta sẽ xe ra thành những sợi nha. Và đây thành thực 2 sợi như thế này là chúng ta bắt đầu chúng ta đánh cái tréo hai cái sợi như thế này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ gói cái đầu mà giáp mối thì ở phía dưới nha. Tiếp tục thì chúng ta lần lượt chúng ta làm cho đến hết cái số bột của mình. Thì bây giờ chúng ta dùng cái hỗn hợp khi nãy, chúng ta sẽ quét mặt bánh nha. Và chúng ta sẽ cho vào lò nướng từ 20 đến 25 phút, là nhiệt độ là 350 độ F, tương đương với là 180 độ C nha cả nhà. Và bây giờ là bánh của chúng ta sau khi nướng thì như thế này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ làm hỗn hợp đường để rưới lên trên mặt bánh nha. Chúng ta có là 30 gram cream cheese, 1 muỗng canh đường ăn kiêng và 1 muỗng canh healthy whipping cream. Chúng ta sẽ cho vào microwave là khoảng là 10 giây nha. Và đây hỗn hợp của chúng ta sẽ tan chảy ra như thế này nè cả nhà. Và chúng ta sẽ cho vào trong một cái túi plastic wrap nhựa để chúng ta cắt một cái lỗ phía dưới ở cái đầu một chút xíu để chúng ta rưới như thế này nè cả nhà. Thì cái hỗn hợp này các bạn có thể bỏ qua cũng được nếu mà không thích ăn ngọt. Nhưng mà cái hỗn hợp rưới trên mặt bánh này rất là ngon, rất là thơm cả nhà ơi. Và thế là món bánh của chúng ta đã hoàn thành ở đây cả nhà. Bánh này thì mình thấy có rất là nhiều tên gọi, hay gọi là bánh quay chèo, bánh quẩy chèo, hay là bánh dây thừng, gọi là bánh quẩy. Rất là nhiều tên gọi, nhưng mà hình như tuổi thơ của mình thì mình gọi là bánh quay chèo nha. Thế là việc ăn kiêng của chúng ta lại có thêm một món bánh mới rất là ngon và hấp dẫn. Cả nhà mình đều thích và ủng hộ món bánh này rất là nhiệt tình. Các con mình thì không biết đây là món bánh keto luôn đó cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Nếu cả nhà yêu thích thì xin vui lòng bấm like cho mình một cái. Nếu mà các bạn chưa đăng ký thì nhấn đăng ký.
nhấn cái chuông ở bên cạnh để nhận được những cái món ăn kế tiếp của mình nha. Và đây là kênh YouTube là Mẹ Việt ở Mỹ. Nếu cả nhà có yêu thương thì xin vui lòng ghé sang thăm kênh YouTube Mẹ Việt ở Mỹ nha. Nơi đây chia sẻ những cái kinh nghiệm cuộc sống ở Mỹ nha cả nhà.